Trần Dự Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin Thế Giới và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm ngày 10 tây tháng 9 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta phải đi nhanh vào trong phần tin tức uh, của ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là một nhân vật đối lập với ông Maduro, nhà lãnh đạo cánh tả của Venezuela đã rời khỏi tòa đại sứ của Chile tại thủ đô Caracas. Một nhân vật chính trị bất đồng với lại ông tổng thống Nicolas Maduro đã rời khỏi tòa đại sứ của Chile ở thủ đô Caracas lần đầu tiên trong 3 năm vào ngày thứ tư sau khi mà ông đã được ân xá bởi nhà lãnh đạo cánh tả nhân vật lập pháp có đối lập có tên là Fede Guevara đã đến tị nạn tại tòa đại sứ của Chile vào tháng 11 năm 2017 sau khi bị truy tố trong cái tội gọi là biểu tình gây bạo động chống chính phủ của nơi mà đã xảy ra 125 người đã bị thiệt mạng. Tôi vẫn bước ra và nói rằng tôi tiếp tục công cuộc tranh đấu của tôi và đây là thời gian mà chúng ta phải bước ra đường phố và đây tôi nghĩ rằng là cơ hội để tôi làm. Ông Guevara, 34 tuổi, đã nói với lại tất cả thông tin viên sau khi mà ông rời khỏi tòa đại sứ của Chile. Và tôi đã sẵn sàng và tôi sẵn sàng để làm việc tất cả như gì tôi muốn và tôi tiếp tục tranh đấu. Đó là lời phát biểu của ông sau khi mà ông đã được ân xá bởi ông Maduro và bước ra khỏi tòa đại sứ của Chile ở thủ đô Caracas và ông là một trong những thành viên của đảng có tên gọi là Popular Will Party, à, là một cái đảng được xem là đồng minh của nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ông Guevara là một à, đồng thời cũng thân cận với lại nhân vật có tên là Leopoldo Bodo Lopez được xem là một người đã từng đến tị nạn tại tòa đại sứ của Tây Ban Nha ở tại thủ đô Caracas sau khi mà có cái cuộc thất bại về cái gọi quân đội lật đổ chế độ của Maduro. Maduro đã ân xá cho 100 nhà lập pháp và các người có liên hệ tới ông Guaido vào ngày 31 tây tháng 8 và nói rằng ông ta muốn có một cái sự thống nhất đất nước trở lại sau khi mà đất nước này rơi vào cơn khủng hoảng về chính trị lẫn nhân đạo và kể cả kinh tế. Ông Guaido đã bác bỏ tất cả những cái lời tuyên bố của ông Maduro và ông nói rằng tiếp tục tẩy chay cuộc bầu cử vào tháng 12 sắp tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Trong khi đó trở lại tình hình Hoa Kỳ, các vụ cháy rừng của Oregon đã khiến cho năm cái thị trấn đã bị phá hủy và nó không khác gì với California. Bản tin cho biết là vụ cháy rừng chưa từng có đã lan rộng qua Oregon và nó đã, đã phá hủy ít nhất là năm cái thị trấn nhỏ và dẫn tới tình trạng mà có sẽ có những cái uh, vụ tử vong cao hơn và chính quyền cho biết đây là một trong những cái uh, vấn nạn của uh, của, của cái tiểu bang này. Hàng trăm dặm uh, đã cách California hàng trăm dặm. Tuy nhiên thì họ cho biết rằng là khu vực cháy rừng này vẫn tiếp tục diễn ra và các cái nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục đang chiến đấu với ngọn lửa. Trên ít nhất là hai vụ cháy rừng lớn đã xảy ra trên toàn California và gần tới cái biên giới của tiểu bang Oregon và sau đó nó lan rộng qua bên Oregon và gần như là các tiểu bang miền Tây của Hoa Kỳ đều lâm vào nạn cháy rừng và trong đó thì có khoảng 50 dặm à, cái ngọn lửa nó chạy nó nó chạy dài khoảng 50 dặm ở khu vực Oregon và nơi mà hàng trăm binh sĩ cứu hỏa đã tìm cách kiểm soát các con lửa và có tới 35 vụ cháy ở tại Oregon nơi mà được xem là đang có những cái rừng rất là nhiều à, nhiều cộng đồng ở tiểu bang Oregon bao gồm luôn cả một cái thị trấn nhỏ có tên là Detroit ở tại Santa Am Volley và Blue River cũng như Vida ở khu vực Coastline Coastland County và Phoenix và Thailand ở phía nam của Oregon đều đã bị phá hủy theo tường trình của thống đốc của tiểu bang này là Kate Brown đã đưa ra trong một cái cuộc họp báo. Như vậy, tình trạng cháy rừng đã chạy dài từ California lên Oregon và tới tiểu bang Washington và chưa biết rằng tình trạng cháy rừng này nó sẽ kéo dài bao lâu. Đó là cái cuộc cháy rừng hàng năm ở các tiểu bang miền Tây tại Hoa Kỳ. Trong khi đó cũng tại Oregon, Portland cho biết là các công tố viên đã truy tố 13 tên bạo động các công tố viên đã tìm cách truy tố 13 tên gây bạo động và có những cái hành động tội ác trong lúc mà biểu tình ở tại tiểu bang này kể từ khi mà nó bùng nổ các cái cuộc bạo động từ ngày 28 tháng 5. một số những truy tố bao gồm luôn việc mà diễn ra ở tại những cái vụ phá phách và đốt phá ở cái thành phố này lori aviles 28 tuổi bị tố cáo là đã có cái hành động ngăn cản các nhân viên công lực và tìm cách cản trở cảnh sát trong lúc làm việc vào ngày và ba tây tháng 7. trong khi đó thì à, phía cảnh sát đã không thể bắt được ông này vào trong sở colo và abu đã tìm cách đối đầu và đánh vào tà mặt của cảnh sát theo tường trình của các cái à, báo cáo của cảnh sát ở đây. người thứ hai có tên là randall marcus mackado à, 31 tuổi bị tố cáo là đã quăng tất cả những cái trái đạn pháo vào lực lượng cảnh sát trong cuộc biểu tình đầy bạo động đúng ngày July 4 và ông ta bị truy tố các cái tội đại hình về bạo động và sử dụng vũ khí một cách bất hợp pháp và có những hành động gây nguy hiểm cho người khác người thứ ba là christina mihalova Slodo Denko, 31 tuổi đã bị truy tố tội hình sự, à, trong đó bao gồm những cái việc mà ông ta đã tìm cách đã đánh vào đùi của cảnh sát và vai cảnh sát trong cùng một ngày và xin đổi bà này thì đúng hơn và bà này cũng bị tố cáo là đã đá vào đùi của một cảnh sát khác. Đây là những nhân vật được xem là đầy bạo động ở tại đây và trong đó tổng cộng là 13 nhân vật đều bị truy tố trong các cái vụ mà tấn công cảnh sát, quăng bom xăng, đạn pháo và có những hành động gây nguy hiểm cho sinh mạng các binh sĩ cảnh sát. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình bạo động tại, tại thành phố Oregon ngày hôm nay. Và trong khi đó thì thành phố Chicago, thị trưởng dân dân chủ của thành phố này đã tạm thấy bực bội sau khi mà à, bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ là ông William Barr đang có chuyến công du tới thành phố này và trong đó cho biết là cái chiến dịch Operation Agent Legend đã giảm được ít nhất 50% các cái vụ sát nhân tại đây. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr đã có mặt ở tại à, thành phố Chicago vào ngày hôm qua. Sau nhiều tuần lễ cái à, thành phố này đã rơi vào các cuộc bạo động sát nhân và ít nhất 50% các vụ sát nhân đã giảm đi khi mà à, chính quyền liên bang đã nhúng vào và thực hiện chiến dịch gọi là Operation Legion để mà ngăn cản các cái vụ mà sát nhân ở thành thành phố này. À, Tổng thống Trump đã ra lệnh là phải thực thi một à, chế độ pháp trị rõ ràng. Đây là một trong những cái uh, uh, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là với một cái uh, tiêu đề là phải củng cố chế độ pháp trị. Và Operation Legend đã thành công mà giảm tất cả những cái uh, cuộc bạo động và sát nhân ở tại thành phố Chicago. Ông Ba đã phát biểu như trên và khi mà chúng tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch này ngày 22 tây tháng 7, thì các cái vụ uh, sát nhân ở thành phố này đã gia tăng 51% trong năm 2019 và trong vòng 5 tuần lễ đầu tiên của cái chiến dịch Operation Legion thì các cái vụ sát nhân đã giảm xuống 50%. Đây là một trong những cái thành công của chiến dịch này. Trong khi đó thì bà thị trưởng cánh tả của thành phố này lại không dám xuất hiện ở trong cái cuộc họp báo của ông Bo và bà ta lại có một cái uh, nhìn khác và bà ta cho rằng là hành chính quyền liên bang đã uh, vi phạm vào cái quyền thị trưởng của bà ta. À, chiến dịch Operation legend đã được khởi động từ tháng 7 sau khi mà có cậu bé mang cái họ là legend đã bị sát hại ở thành phố Kansas trong lúc mà cậu bé này à, đang nằm ngủ và từ đó thì à, Bộ tư pháp đã phát động chiến dịch mang tên của cậu bé là legend và chiến dịch này đã được thực hiện từ thành phố Kansas vào ngày 8tây tháng 7 và nó gia tăng rất nhiều qua thành phố Chicago Albuquerque, Cleveland Detroit Milwaukee San Louis Memphis và Indianapolis và đây là một trong những cái thành công của chiến dịch à, à, gọi là Operation Legend đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay công ty Facebook cho biết là à, liên hiệp Âu Châu có thể à, thúc đẩy để ngăn chặn việc mà gửi tất cả các cái à, dữ liệu chia sẻ từ phía Âu Châu qua Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết là cái à, hệ thống mà chuyển tin tức và chứa dữ liệu của Facebook tại à, Ireland, tức là tại Ái Nhi Lan của Liên Hiệp Âu Châu có thể sẽ không thể sử dụng được trong lúc mà di chuyển à, khi mà cái trung tâm à, chứa dữ liệu ở tại Ireland và được đạo, được bảo vệ với đạo với một cái đạo luật của Ireland gọi là Ireland Data Protection Commission, tức là một cái quỹ ban bảo vệ dữ liệu của cái à, dữ liệu của Facebook tại à, khu vực Âu Châu phía cái công ty truyền thông này tức là công ty Facebook cho biết rằng là với cái đạo luật mới có cái tên là SCC tức là Standard Contractual Clause, trong đó thì nó sẽ có giá trị trên tòa và lúc đó thì phía Liên hiệp Âu Châu sẽ có thể ngăn cản việc mà chuyển tất cả những cái dữ liệu này về Hoa Kỳ công ty Facebook cho biết rằng là cái à, quỹ ban bảo vệ dữ liệu của của à, Ireland tức là Ireland là một cái quy tắc mới của phía Âu châu có thể cản trở tất cả việc mà chuyển tất cả những cái dữ liệu đó về Hoa Kỳ và có thể sẽ vi phạm vào cái luật gọi là bảo vệ quyền tư ẩn của những người ở trên mạng xã hội. Đây là một trong những cái được xem là một những trận chiến mới giữa liên hiệp Âu châu và Hoa Kỳ trong việc mà bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng. Trong khi đó thì một cuộc điều tra mới của chính quyền liên bang cho biết cái ngân sách cứu trợ của chính quyền liên bang dành cho những tiểu thương đã bị à, lạm dụng và trong đó những công ty hàng đầu à, của à, quốc tế đã lạm dụng để mà lấy đi số tiền và và vay mượn số tiền của những tiểu thương thay vì dành cho các tiểu thương các công ty bị nêu đích danh trong cái à, việc mà vi phạm và lạm dụng này là công ty sản xuất xe lừng danh của anh là công ty Rolls Royce và kể cả công ty Rolex một công ty à, về đồng hồ của thụy sĩ được xem là rất là nổi tiếng trên thế giới Bản tin cho biết là cái chương trình cho vay dành cho các tiểu thương đã gần như là uh, hết sạch tiền. Sau khi những kẻ mà vay mượn số tiền này uh, và những cái công ty mà vay mượn số tiền này đều không nằm trong danh sách của những tiểu thương mà họ lại là những công ty lớn bao gồm cả việc mà họ mua những chiếc chiếc xe sang trọng hoặc là họ sử dụng cho những cái chuyến đi ở Las Vegas vân vân. Bản tin mới nhất cho biết rằng là nhiều người dân Hoa Kỳ đã uh, cảm thấy bất mãn khi mà có một số những tiểu thương sử dụng cái tiền vay mượn của chính quyền liên bang trong việc cứu trợ thay vì chi phí cho cơ sở thương mại của mình và tu bổ hoặc là sửa sang hoặc là mưu, thuê mướn họ lại dùng những cái à, dự, dùng những cái à, số tiền này để mua xe Rolls-Royce, mua đồng hồ Rolex và có những cái à, chuyến du hành à, gọi là vui vui vẻ và à, đi qua Las Vegas đó là một trong những cái báo cáo mới nhất của bộ tư pháp cho biết. Trên 40 cái vụ án liên quan tới việc mà lừa gạt cái số tiền này của à, cái ngân sách dành cứu trợ cho tiểu thương lên tới 170 triệu Mỹ Kim trong chương trình PPP mà cái chương trình mà của chính quyền liên bang đã ba, đã đưa ra để hỗ trợ cho tất cả các tiểu thương và nhiều người đã sử dụng cái số tiền này một cách sai trái thay vì dùng số tiền này cho việc mà tu sửa và sửa sang hoặc là thuê mướn thêm nhân viên và chi phí cần thiết cho các, các cơ sở thương mại của họ thì họ lại sử dụng cho cái mục đích cá nhân nhiều hơn và trong đó cũng đã có một số công ty lớn đã lợi dụng cái chương trình này đã vay mượn những số tiền, trong đó bao gồm luôn cả những cái công ty lớn như là Rolls-Royce hay là những người mà có những cái những công ty có những cái tên tuổi lớn như thế quốc tế như là Rolex và một số những công ty khác tại Hoa Kỳ đã sử dụng sai lạc số tiền và đã đội lốt là công ty tiểu thương để có thể vay mượn số tiền này. Theo quy định của Hoa Kỳ thì những công ty nào nằm có cái mức mà gọi là dưới 10 triệu Mỹ Kim trong tổng số lợi, lợi tức thu của họ kể cả việc mà chưa khấu trừ thuế thì là đều xếp vào hạng tiểu thương trên 10 triệu Mỹ Kim thì không còn xếp là tiểu thương nữa trong khi các cái công ty lớn này đều có số thu lên tới cả trăm triệu thậm chí cả tỷ Mỹ Kim mỗi một năm nhưng họ vẫn xem họ là tiểu thương đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, đầu tiên hết là tài khoản của một đại sứ của Trung Quốc đã bị hack. Và trong lúc bị hack thì à, đã có những cái clip khiêu dâm bỏ trên tài khoản của ông này trên Twitter. Và sau đó là những thông điệp chính trị và những cái video mà đã nói về cái việc mà bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương. Bản tin mới nhất cho biết là đại sứ của à, Trung Quốc tại Anh Quốc đã quy trách nhiệm cho những thành phần tử mà ông ta gọi là chống Trung Quốc, sau khi tài khoản của ông ta đã bị hack, tài khoản Twitter của ông ta đã bị hack. Ông Liêu Sao Minh đã lên tiếng cho biết rằng là những thành phần hack này là những phần tử chống Trung Quốc. À vào ngày thứ tư thì các cái cư dân mạng đã bất ngờ nhìn thấy được một cái đoạn video khoảng 10 giây kêu dâm nằm ở ngay trên tài khoản của ông ta. Và sau đó là có một số những cái uh, thông điệp chính trị khác cũng nằm trên tài khoản của ông ta, bao gồm luôn việc mà có những cái video chiếu lại cảnh mà xét xử và bức hại những người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương và rất nhiều những cái uh, tweet trên video này nó đã được bỏ lên và trong đó bao gồm luôn cả những cái câu khẩu hiệu biểu tình tại Hồng Kông ví dụ như là Free Hong Kong, Free Machuria, Free Mongolia, Free Unhui, tức là tự do cho Hồng Kông, tự do tự do cho Machuria, tự do cho Nội Mông và tự do cho người Duy Ngô Nhĩ. À, trong đó thì uh, có rất nhiều những cái uh, thông điệp chính trị đã gửi lên sau khi tài khoản của ông này đã bị hack và bây giờ phía Bắc Kinh rất bực bội và người ta phát hiện ra ông này mới tham gia Twitter khoảng một năm và không hề có kinh nghiệm của Twitter trên mạng xã hội do đó ông ta rất là thích những cái lượng like ở trên cái Twitter của ông ta và cuối cùng đã tạo khe hở cho hacker tấn công vào đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của đại sứ Trung Quốc tại Anh Quốc bị hack cái tài khoản hacker. Trong khi đó thì tờ báo nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã tìm cách bịt miệng và tìm cách ngăn cản cái tiếng nói của đại sứ Hoa Kỳ sau khi phỏng vấn và họ không đăng toàn, họ không đăng tất cả bài phỏng vấn của vị đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc mà họ nói rằng là à, những có những cái quan điểm sai lạc và không chính xác. Tờ nhân dân Nhật báo đã lên tiếng để mà tự biện minh cho cái hành động của họ là không đăng lại cái bài phỏng vấn với đại sứ Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc khi mà họ nói rằng bài này là có những cái quan điểm không thực tế và không phù hợp. Đây là một trong những cái những cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà chính tờ báo này đã chủ động phỏng vấn đại sứ của Hoa Kỳ. Nhưng mà sau khi ông đại sứ Hoa Kỳ trả lời xong và không biết là trả lời như thế nào nhưng cuối cùng thì tòa đại sứ tòa cái tòa Nhân dân Nhật Báo đã quyết định không đăng bất cứ một dòng chữ nào trong cái bài phỏng vấn với ông đại sứ ông này là Terry Press uh, đã nhận được tất cả những cái lời mời phỏng vấn và cuối cùng họ không đăng à, sau khi mà phía tòa đại sứ đưa ra lá thư và đã đăng lại những điểm chính trong cuộc phỏng vấn này ở trên cái uh, trang web của tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại uh, Bắc Kinh thì ngay lập tức tờ báo nhân dân đã lên tiếng phản ứng và họ cho rằng cái quan điểm của ông là không có phù hợp và có những cái uh, quan điểm không thực tế do đó nó không phù hợp để đăng trên tờ nhân dân nhật báo đây là một trong những cái hành động mà cố tình bịt miệng với lại à, vị đại sứ của hoa kỳ khi mà ông có những cái quan điểm không à, nghĩa là không phù hợp với lại cái sự cai trị của đảng cộng sản trung quốc và họ tìm cách không muốn cho người dân đọc những quan điểm của à, vị đại sứ hoa kỳ ở tại trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc trong khi đó thì trung quốc đã gia tăng cái áp lực đối với những quốc gia láng giềng nhỏ ở á châu là phải ủng hộ cho cái sáng kiến về dữ liệu an toàn dữ liệu của họ đây là một trong những cái à, tin mới nhất từ tờ sao cha Morning Post. Bộ trưởng ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc là Vương Nghị đã lên tiếng áp lực và buộc các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á là phải tham gia cái cái chương trình sáng kiến bảo an ninh dữ liệu của Trung Quốc đưa ra thay vì là tham gia vào cái chương trình Clear Network của Hoa Kỳ. Trong cuộc phát biểu ở ngày thứ tư với lại các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì Vương Nghị gần như là ra lệnh cho những quốc gia này là phải à, à, thực thi và phải à, à, tuân thủ và phải đáp ứng cái sáng kiến của trung quốc gọi là sáng kiến bảo an ninh dữ liệu toàn cầu à, đây là một trong những cái sáng kiến mà bắc kinh vừa đưa ra và đầu tiên hết là họ nhắm vào những quốc gia chư hầu của họ ở tại khu vực á châu thái bình dương và à, cái sáng kiến này đưa ra nhằm đối phó lại với lại cái chiến dịch của hoa kỳ gọi là clear network nhằm loại trừ tất cả những cái thiết bị gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và gây nguy hiểm cho an ninh của người tiêu dùng và giữ gìn giữ lại cái dữ liệu của những người tiêu dùng và loại trừ tất cả những cái thiết bị mà gây nguy hiểm này, trong đó đa số là những thiết bị của Trung Quốc và chính điều này đã dẫn tới việc mà Bắc Kinh đã bắt đầu đưa ra cái gọi là sáng kiến mà tôi không biết là cái sáng kiến này họ bảo vệ an ninh dữ liệu như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc họp ngày hôm qua với lại các bộ trưởng ngoại giao của khối ASEAN, 10 quốc gia trong hiệp hội quốc gia các quốc gia Đông Nam Á thì Vương Nghị à, thay vì kêu gọi thì thật ra ông ta gần như là ra lệnh là buộc các quốc gia này phải tuân thủ và phải đáp ứng và ủng hộ cho cái sáng kiến bảo vệ an ninh dữ liệu toàn cầu mà Trung Quốc đưa ra. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc. Trong khi đó thì bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản đã lên tiếng khẳng định Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh đối với Tokyo. Đây là bản tin mới nhất. Bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản là ông Taro Kono trong ngày thứ tư nói rằng bắc kinh đã trở thành một cái sự đe dọa an ninh đối với nhật bản và các đồng minh quốc tế trong cái khu vực indo pacific và cần thiết là phải đối phó lại với những hành động này trong một cái cuộc phát biểu ở một cái uh, viện nghiên cứu chiến lược ở hoa kỳ gọi là csis tức là center of strategies and international study thì các viên chức nhật bản chỉ ra cho thấy bắc kinh đã có những cái hành động gia tăng tất cả những cái uh, hoạt động quân sự hải quân của họ trên khu vực biển à, phía đông trung quốc và ông ta nói thêm rằng bắc kinh đã thật sự trở thành một mối đe dọa nguy hiểm đối với tokyo ông kono đã chỉ ra cho thấy các quốc gia cần phải chia sẻ những cái giá trị tương tự trong cái à, chiến lược indo pacific và cần thiết là nên cấm vận trung quốc trong việc mà vi phạm vào các cái luật quốc tế và ông nói rằng bắc kinh cần phải à, à, tuân thủ tất cả những cái à, quy tắc này và Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ giới hạn tất cả những cái điều mà Bắc Kinh đã vi phạm. Ông Colonel tin rằng là Bắc Kinh là một trong những cái quốc gia đã có những cái tiềm năng đe dọa rất nhiều. Đối với lại tất cả những cái hoạt động hàng hải ở khu vực Á châu Thái Bình Dương, đặc biệt là trong cái the Quad tức là một nhóm bộ tứ gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đã gửi một cái thông điệp mạnh mẽ là Trung Quốc không nên có những cái hành động được xem là gây nguy hiểm cho cái chiến lược an ninh hàng hải và đe dọa tới chiến lược này. Đây là một trong những cái lời phát biểu mạnh mẽ nhất của vị bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản và ông đã cho biết rằng là riêng chiến đấu cơ của Trung Quốc à, riêng các cái hệ thống phòng không của Nhật Bản đã có tới 117 lần 177 lần các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã phải trục xuất tất cả những chiếc máy bay của Trung Quốc đã bay vào cái không phận và vùng nhân dạng phòng không của Nhật Bản từ tháng 4 cho tới tháng 6 năm nay và ông mô tả Bắc Kinh đang có những cái gia tăng và hoạt động quân sự trong những năm gần đây và rõ ràng không những là đe dọa tới Tokyo mà còn đe dọa tới an ninh ổn định của cả khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản. Trong khi đó thì Nhật à, giữa lúc mà Nhật Bản đang tố cáo Bắc Kinh là một cái tiềm năng đe dọa nguy hiểm thì Đài Loan đã bắt đầu tìm kiếm việc xây dựng một cái liên minh để đối phó lại với Trung Quốc. Tổng thống của Đài Loan là bà Thái Anh Văn vào ngày hôm thứ Ba vừa qua đã lên tiếng và kêu gọi thành lập một cái liên minh đối phó với lại Trung Quốc. Trong đó thì bà đồng thời đề nghị là có những cái hợp tác về kinh tế và tránh dần tất cả những cái cần thiết không phải lệ, phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong lời phát biểu ở tại cái uh, diễn đàn có tên là Katagalan Forum 2020 uh, về cái vấn đề gọi là an ninh của khu vực Á Châu Thái Bình Dương thì bà Thái Anh Văn nói rằng chính quyền của Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ với câu khẩu hiệu là Taiwan Can Help để để nỗ lực ủng hộ cho những quốc gia nào bị tổn thương bởi con siêu vi khuẩn vũ hán và bà nói rằng động cơ của Đài Loan là cung cấp sự hỗ trợ và giúp những quốc gia khác và giúp cho chúng tôi đó là lời phát biểu của bà và bà nói rằng Việc mà Trung Quốc đang có những cái hoạt động quân sự trên biển Đông và eo biển Đài Loan đang đe dọa rất trầm trọng tới cái hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng của khu vực này, đặc biệt là việc mà lực lượng Trung Quốc đang thực hiện các cuộc tập trận rất nhiều từ vùng vịnh Bố Hải, Hoàng Hải ở biển Đông ở phía đông của Trung Quốc và kể cả eo biển Đài Loan cũng như là trên biển Đông tức là South China Sea. Và trong đó thì bà đã kêu gọi thành lập một cái liên minh bởi những quốc gia có chia sẻ chung cái giá trị và những cái giá trị của tự do để thành lập liên minh này đối phó lại với cái sự gọi là độc tài toàn trị của chế độ cộng sản Trung Quốc. Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ của bà Thái Anh Văn. Tiếp theo, sau cái nhóm bộ tứ của à, khu vực này, tức là Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đang dự tính thành lập một cái liên minh quân sự có một cái mô hình tương tự như là liên minh NATO tại khu vực Á Châu để đối phó với những cái à, tiềm năng đe dọa quân sự của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, một trong những phản ứng của Đài Loan đối với hành động mà Vương Nghị đe dọa Cộng hòa Czech, thì phía Đài Loan cho biết hành động này đã làm tạo thêm ác cảm của cộng đồng quốc tế đối với lại Cộng sản Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc Bắc Kinh tìm cách ăn hiếp và À, tìm cách uh, uy hiếp cũng như đe dọa tới những uh, viên chức của cộng hòa Trách đặc biệt là phái đoàn thượng viện của cộng hòa Trách viếng thăm Đài Loan chỉ tạo thêm ác cảm đối với uh, đối với cộng đồng quốc tế uh, và nhắm vào Trung Quốc Trung Quốc uh, dùng cái thái độ ăn hiếp này thì tự họ đã thiếu sự tôn trọng và nó chỉ gia tăng thêm cái ác cảm đối với họ đó là lời phát biểu của Joan U được xem là phát ngôn viên bộ ngoại giao của Đài Loan đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm nay thứ năm và lời phát biểu của cô này đưa ra giữa lúc mà ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã đe dọa tới chủ tịch thượng viện của Cộng hòa Czech là Miloš Vyčehul khi mà phải trả một cái giá rất đắt khi mà ông ta viếng thăm Đài Loan đây là lời đe dọa rất là mạnh mẽ từ Vương Nghị và lời đe dọa này đã bị phản ứng mạnh mẽ bởi các quốc gia tại Âu Châu đặc biệt là nước Đức và ngày hôm nay thì Đài Loan lên tiếng và khẳng định rằng những hành động của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc mà ăn hiếp Cộng hòa Czech chỉ tạo thêm cái mối ác cảm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và trước khi bước qua phần tin Việt Nam, thì bản tin mới nhất cho biết hai binh sĩ Miến Điện ra điều trần trong một cái phiên tòa ở ICC, tức là International Criminal Court, Tòa án quốc tế hình sự, trong đó họ nói rằng là chính những chỉ huy của họ đã ra lệnh cho họ bắn tất cả những gì mà các anh nhìn thấy và các anh nghe được về việc mà họ có cái thảm sát đối với những người tiểu số Rohingya hồi giáo ở tại uh, miến điện bản tin mới nhất cho biết lời phát biểu này diễn ra sau khi mà hai binh sĩ này đã đào thoát ra khỏi miến điện và bây giờ thì đang bị giam giữ trong một cái uh, uh, trại sở câu lưu ở tại hòa lan nơi mà có cái phiên tòa ICC ICC tức là cái phiên tòa hình sự quốc tế nhằm xét xử những tội ác chiến tranh hay là những tội ác chống nhân loại và trong đó thì hai binh sĩ này cho biết rằng là chính họ nhận được lệnh của các chỉ huy từ quân đội của Miến Điện là sẽ bắn tất cả những gì họ nhìn thấy và bắn tất cả những gì mà họ nghe thấy đây là lời khai của họ ngay trên tòa trên 700.000 người Rohingya đã rời khỏi Miến Điện tới các quốc gia kế bên là Bangladesh để tị nạn sau khi mà có cái chiến dịch gọi là diệt chủng của quân đội miến điện nhắm vào cái nhóm uh, rohingya tức là cái nhóm thiểu số này và điều này đã dẫn đến việc mà miến điện đã bị trừng phạt nặng nề bởi chính quyền của hoa kỳ và cũng như là khối liên hiệp âu châu và bây giờ thì cái uh, việc này đã được phanh phui sau khi có hai binh sĩ của miến điện đã đào thoát ra khỏi nước đất nước này đi đi lánh nạn và bây giờ đang được giam giữ ở tòa, tòa icc ở tại hòa lan đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và bước qua phần tin việt nam đầu tiên là việc mà cộng sản việt nam và cộng sản trung quốc lại tiếp tục đàm phán về cái việc mà đánh bắt cá ở vùng vịnh bắc bộ và đôi bên sẽ tiếp tục nói chuyện và thảo luận về vấn đề Biển Đông. Đây là một trong những cái vận động mạnh nhất và một trong những cái áp lực mạnh nhất của Cộng sản Trung Quốc. Không muốn Cộng sản Việt Nam đứng về phía của Hoa Kỳ trong cái việc tranh chấp trên Biển Đông. Và ngày 9 tây tháng 9 thì đôi bên đã có một cái cuộc gọi là họp giữa các cái bộ quốc phòng của đôi bên. Tuy nhiên nhìn trong hình thì quý vị sẽ không phân biệt được bên nào là Việt Nam, bên nào là Trung Quốc. Bởi vì tất cả quần áo họ mặc đều giống y trang như nhau. À, trưởng nhóm công, à, đứng đầu phía trung quốc là dương nhân hỏa là đại diện cho vấn đề biên giới biển và biên giới à, của bộ ngoại giao trung quốc và trong đó thì à, cộng sản việt nam mô tả đây là phiên họp đầy hữu nghị và xây dựng đây là lời phía mô tả của phía cộng sản việt nam và sẽ đến việc mà gọi là phân định lại vùng biển ở vùng vịnh bắc bộ nơi mà cung trung quốc đã từng ra lệnh cấm không cho ngư dân của việt nam đánh bắt cá trên vùng biển bắc bộ Bây giờ phiên họp này thì chưa biết là phía Cộng sản Trung Quốc lại có những chỉ thị mới gì với Cộng sản Việt Nam và buộc Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và bản tin kế tiếp, tình trạng mà đất đai đã trở thành một trong những cái công cụ kiếm tiền của các quan chức ở tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực từ Bắc Chí Nam. Bản tin mới nhất cho biết, đất của trường học biến thành biệt thự và bây giờ thì ở khu vực Bắc Ninh đang mở cuộc điều tra sau khi mà có những cái đất ở trường học à, được gia giao cho cái gọi là hội khoa học kinh tế Việt Nam gọi tắt là VIE à, làm chủ đầu tư ở cái gọi là à, làng đình bản ở từ Bắc Ninh thì bây giờ bà, bà đã cái đất này bây giờ nó đã biến thành đất tư nhân và trở thành một cái biệt thự lớn của quan chức mà chưa biết là biệt thự này của ai và bây giờ thì à, phía quỹ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bắt đầu cho tìm cách đã điều tra về cái việc mà tại sao đất của trường học lại biến thành đất của tư nhân và trở thành một cái biệt phủ này và chủ tịch của ủy ban nhân dân tỉnh này đã yêu cầu phải có một cuộc xử lý nghiêm ngặt và tình trạng bây giờ đối với cái cộng sản việt nam không còn gì để bán thì bây giờ các cái người mà ở trong nước đa số chỉ tìm cách là có đất đai để mà bán qua bán lại kiếm lời và các quan chức là gần như nắm hẳn tất cả những cái dự án đất đai đất vàng đất bạc vì đó thì đều nằm trong tay các công ty được xem là có sân sau đều là đều là sân sau của những quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Cuốn phim đã vừa được tung ra đã bị giới mạng xã hội phê bình nói rằng là trang phục của bà Dương Vân Nga, một trong những nhân vật lịch sử của Việt Nam đã trở thành một bộ đồ giống như là triều đại mãn thanh của trung quốc đây là một trong những cái tin mới nhất cuốn phim có tên là quỳnh hoa nhất dạ để nói về cái vai của bà dương vân nga một trong những nhân vật lịch sử của việt nam và bà được trao tặng cái danh hiệu là đại thắng minh hoàng hậu À, bà là một trong những người à, đã có một cái à, thái độ quyết liệt Trong buổi chuyển giao quyền lực từ triều đại của à, nhà Đinh qua triều đại của nhà Lê Trước khi mà Lý Công Quẩn thống nhất tất cả quyền lực Và lập ra triều đại nhà Lý kéo dài mấy trăm năm, hai trăm sáu năm Thì cái à, việc của bà Thái Hậu Dương Vân Dương, Dương Nga là một trong những nhân vật lịch sử Tuy nhiên để dựng lại cái, cái phim này Thì những thiết kế ở trong đó gần như nhìn vào sắc phục của bà Thái hậu này trong lúc mà quay cái cảnh gọi là đám cưới của bà thì người ta đã phản ứng rất mạnh mẽ bởi vì nó không khác gì trang phục nhà Thanh của Trung Quốc. Đây là một trong những cái tin mới nhất cho thấy rằng là những cái giới thiết kế của Cộng sản Việt Nam đào tạo ra ở phía Bắc hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Trung Quốc và không nắm rõ yếu tố lịch sử cũng như là không nắm rõ tất cả những cái uh, chi tiết về lịch sử cho nên uh, y phục của họ gần như là cả y trang như triều đại của mãn thanh của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình hilton nhật ký chiều ngày hôm nay xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả mọi người bye bye